Phải vận viên vào giải 2. Ở giải 2, Nguyễn Thị Kim Anh Bắc Giang nhất thắng cho vùng đỏ. Phạm Hoàng Hoa Hải Phòng, Đai Xanh xin theo, mời vận động viên vào. Hai vận động viên xe lại. Chuẩn bị, trọng tài bắt đầu.
xin mời các đô mang theo đầu lèo giải nhất của đô cử. Và hiện nay đô Phúc Hà Nội đã nhất thắng ở đầu lèo giải 2. Đô Nguyễn Bá Dũng, Linh Hiệp nhất thắng ở đầu lèo giải 3. Xin mời các đô xin theo. Chứng kiến ở giữa đô Lộc Phố Đỏ của Vĩnh Phúc là đã thi đấu hai trận với lại hai đô của đô Sơn và đô của đô Bảo của Nghệ An phải đoán rất là hay. Và hôm nay là cái còn kèo thứ ba nữa là giữa đô Đoàn quê hương của Yên Nội Quốc Hoài là vào đang thi đấu với lại trận thứ ba này. Với trình độ chuyên môn, chúng tôi đánh giá chuyên môn là hai đô cũng đang tài năng xuất. Giải nhất nữ vận động viên Ứng Thị Thơm đã nhất thắng. Vận động viên Ngọc Mai quân đội chuẩn bị sau trận đấu này. Vận động viên Ngọc Mai quân đội chuẩn bị trang phục. Thank you.
Thank you.
hai đôi và giữa sống tôi công bố kết quả ở trận đấu ở lời số 11, Lê Lê Công Quý trang phục khố đỏ bàn thắng. Mời ban tổ chức trao phần thưởng cho đôi Lê Công Quý. Vâng, xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Đình Dung, phó đại diện câu lạc bộ phường Bạch Đằng. Xin mời hai đội tiểu đội. Cô lập vào đội đoàn, khẩn trương vào thi đấu. Sau trận đấu này xin mời Nguyễn Thị Hoa của Công an Nhân dân và Vũ Ngọc Mai, Vũ Ngọc Tho của Cà Mau chuẩn bị ở giải 3 của nữ. Hai đội chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị trận đấu tiếp tục.